Hello quý vị, bữa nay anh đen anh bớt đen nè quý vị, anh mặc áo đen ha. Anh mới trúng số, anh sắm chiếc xe, anh chở tôi đi du lịch. Phía trước là có đệ tử của anh, chiếc xe phía trước nè quý vị ha. Phía trước này có chiếc đệ tử của anh, nó bảo vệ anh đấy, mới trúng số mà khác ha. Rồi coi nè, nào xem mình con rồng rồi ha, ghê không quý vị. Đây là cái nhà máy năng lượng mặt trời ha, anh mới mua lại của một anh chuyên buôn bất động sản ở khu vực Bình Phước. Bây giờ đi vô cái khúc trong kia, anh mới mua một cái trang trại ha. Trang trại này là chuyên về nuôi dê cũng như là trồng mít. Ở đây bà con họ thu hoạch điều này quý vị ha, điều nó rụng xuống á, trái điều trái đào đó. Đây trên con đường đây phía trước là chiếc bán tải là Ford Ranger ha. Ở đây cũng là Ranger luôn, trước đệ tử của anh đen, anh nói trúng số bữa trúng mấy tờ vậy? Bốn, có bốn tờ, má lên mua đất dữ cha, bốn tờ được 8 tỷ, ghê vậy, thấy không? Em quý vị đợi lên hương mà, nó sau 4:30 chưa biết ai giàu hơn ai, đúng không anh đen? Chính xác. ai khinh thường anh, giờ là vậy đó, giờ vậy thấy không? Mặc quần đuôi, đội nón, mặc áo đi vậy mà 4 tờ với số 8 tỷ bạc. Theo quý vị anh chị các bạn, khu dân cư văn hóa để vô đây treo lá cờ rồi các kiểu. Đây chúng ta sẽ đi lên một cái khu vực ở trên vùng núi trên kia để chúng ta coi thử là cái trang trại của anh Mr. Đen, anh đầu tư anh làm gì mà anh kêu tôi lên kiểm tra chắc đất rồi cho anh. Trồng cam đường nào, đường này hả? Ủa đường gì ta? Ôi giời, anh đại gia ngầm không à, sống trong núi không à, má hoài ở ngoài kia không chịu sống đâu, cứ vô trong núi rồi không à. Chiều nắng đường vắng có em chung mấy người ngồi xuống chuyện bao nhiêu điều muốn nói. Đây quý vị thấy không, đường trong này làng bản đâu không á, đường rừng đường rẫy, giờ người ta sửa lại người ta làm bê tông, chứ hồi xưa ở đây là đường, những cái con đường này là bằng đất thôi mới làm bê tông này, ngôi nhà đây bà con ha. Trong này trồng tiêu, điều là chủ yếu, giờ đang chuyển đổi cây trồng là trồng mít và nuôi dê ha. Tưng à. Này xuống cái con đường xưa em đi, này là hồi xưa đất ngang đây mà họ chặt làm con đường. Rồi tới trang trại của anh Mr. Đen rồi. Coi thứ được không? Cũng được. Sao mấy anh nói không nói mấy anh lính của anh chưa làm, mới chuyển cây giống vô đây thôi, giống vậy đó. Mấy anh em nó đang làm chuồng trại. Mấy anh em làm chuồng trại ha. Ở đậu kia được không anh? Đậu hoài để cho con cu đậu. Cu cũng lâu lắm ngủ. Không kệ nó mà, anh ấy anh có tiền bây giờ anh cũng làm phách nha anh, đừng có la nó. Xuống nha quý vị. Cha cà quư, coi nó mép cái kiểm, nó mép vô xì cài xì của anh là chết tôi không. Tự cài xì không sao, đói bụng quá sáng giờ không cho ăn, chắc giờ được lụm trái điều ăn đỡ chứ làm gì ăn đúng quý vị. Lụm trái điều ăn đỡ. Chắc ngầm. Có đi có hai anh em à? Hai anh em.